Chào các bạn, việc tiến hóa vẫn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Thế thì trong video này, chúng ta hãy cùng xem có bằng chứng nào cho thấy thuyết tiến hóa là đúng hay không. Hãy cùng bắt đầu luôn cho đỡ mất thời gian các bạn nhé. Thì cơ bản, thuyết tiến hóa tuyên bố rằng tất cả các loài vật trên trái đất này đều có họ hàng với nhau và đều tiến hóa từ một loài và chúng ta có chung tổ tiên với nhau. Nghe thì có vẻ khó hình dung, nhưng mà trên trái đất này hiện là ngôi nhà của khoảng 8,7 triệu loài sinh vật. Như vậy, 8,7 triệu loài từ con người đến giun sán, đến khủng long, đến cá voi xanh mà đều tiến hóa từ một con gì đó thì nghe cũng khá là vô lý phải không các bạn? Nhưng vô lý không có nghĩa là không thể xảy ra. Muốn biết đúng hay sai, chúng ta cần có bằng chứng. Nhưng mà làm sao để tìm ra được mối liên hệ của 8,7 triệu loài được? Quá khó, cái này cần phải đến một siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo để phân tích. Còn trong giới hạn video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai anh bạn điển hình, đó là cá voi và cá heo. Các nhà sinh vật cho rằng cá heo và cá voi đều tiến hóa từ một loài động vật có vú trên cạn bốn chân cổ đại. Để chứng minh, hãy cùng tìm hiểu các bằng chứng cho thấy điều đó. Thứ nhất là hãy so sánh về giải phẫu. Cá voi sống dưới nước và nhìn từ xa, chúng trông giống như những con cá khổng lồ. Tuy nhiên, việc tìm hiểu kỹ về giải phẫu của chúng thì các nhà khoa học lại nhận ra là cá voi không giống cá, mà thực ra nó giống với các loài động vật có vú trên cạn, bao gồm các đặc điểm như sau. Cá voi thì có nhau thai và sinh con, chúng nuôi con bằng sữa, chúng cũng là loài máu nóng giống con người chúng ta, trong khi hầu hết các loài cá thì không phải là loài máu nóng. Tiếp nữa là cá voi không có màng, nó không thở bằng màng mà nó thở bằng phổi, nó có hai cái lá phổi phát triển đầy đủ y như con người. Nó không có màng nên cá voi hút không khí từ cái lỗ phun trên đỉnh đầu. Có loài cá voi thì có hai lỗ, còn cá heo thì chỉ có một. Nhưng câu hỏi chắc chắn các bạn quan tâm đó là cái lỗ phun nước này nó có được gọi là cái lỗ mũi như của con người hay không? Đoạn sau chúng ta sẽ làm rõ. Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu xem còn gì trên con cá voi giống với động vật có vú trên cạn. Thì có luôn, đó là lông. Thật bất ngờ là khi một con cá lại có lông, nhưng mà đó là sự thật. Các bạn có thể nhìn xem trên hình. Rồi tiếp tục nhìn vào cái mà các bạn có thể gọi là vây, nhưng mà thực ra nó giống hệt cánh tay của con người. Các bạn xem, bên trong cái vây là một bộ xương. Nó có xương cánh tay, xương cổ tay, bàn tay, thậm chí là xương ngón tay luôn. Rồi thế chi sau thì sao? Động vật trên cạn có 4 chi, vậy cá voi phải có 2 chi sau phải không? Thì cũng có luôn, dù không còn phát triển nhưng bên trong cái thịt thừa của con cá voi này vẫn có xương. Các bạn nhìn vào ảnh sẽ thấy cái xương này gần giống như xương hông, đùi và xương ống chân bị teo lại. Cái này thậm chí còn có cả khớp như là khớp háng của bạn. Vậy sự giống nhau này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay đây là xương chân mà tổ tiên nó ở trên cạn có, nhưng mà rồi nó sang môi trường nước thì nó bị tiêu biến đi? Đừng vội kết luận, hãy cùng tiếp tục thêm bằng chứng nữa. Hãy tìm hiểu về phôi của những con cá voi trước khi nó ra đời. Ở đây chúng ta so sánh phôi của một con cá heo và phôi thai của con người ở những giai đoạn phát triển tương tự nhau. Các bạn nhìn xem, cả hai đều có những điểm giống nhau. Đây là cái mà sau này sẽ phát triển thành tay và chân. Tuy nhiên, cái chân con cá voi thì đã không thể phát triển, còn tay thì phát triển thành vây trước. Như vậy là ở dạng phôi thai, cá voi và con người rất giống nhau. Rồi đến lỗ mũi, các bạn thấy không? Con người và phôi cá voi cũng đều hình thành lỗ mũi khi còn nhỏ. Đến lúc lớn lên thì cá voi chuyển dần thành cái lỗ phun nước. Và thú vị là các nhà khảo cổ còn tìm thêm được bằng chứng chứng minh rằng cái lỗ phun nước đó của cá voi đích thị là cái lỗ mũi của động vật có vú trên cạn. Đó là loài cá voi Bacillosaurus đã tuyệt chủng. Chúng sống cách chúng ta khoảng 40 triệu năm. Hóa thạch của nó được tìm thấy. Nhìn vào ảnh các bạn sẽ thấy hai cái lỗ phun nước của con cá voi tiền sử này. Nó không nằm ở đỉnh đầu như cá voi hiện nay mà nằm ở giữa đỉnh đầu và mũi. Điều này có thể thấy là cá voi tiền sử này là loài trung gian. Tổ tiên của nó là động vật có vú trên cạn. Còn con cháu nhà nó chính là loài cá voi hiện nay. Và xin phép nhìn trộm vào cái vây sau của con cá voi tiền sử này. Các bạn thấy xương của nó đầy đủ như xương chân người, từ xương đùi cho đến tận xương ngón chân. Như vậy chúng ta càng tự tin hơn khi cho rằng cái chân này cũng là bằng chứng của mẫu vật trung gian trong quá trình tiến hóa. Rồi, nhưng mà thật khó tưởng tượng làm sao một động vật trên cạn lại có thể xuống nước sống và hô hấp. Thế nhưng các nhà khoa học cũng đã tìm thấy một loài vật cổ đại khác, đó là Myasetus, sống khoảng 47 triệu năm trước. Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều bộ xương được bảo quản tốt của loài này. Qua đó, phần xương hông của loài này cho thấy chân sau của nó đủ chắc để đi bộ trên cạn. Nhưng lại cũng có bằng chứng cho thấy là nó đã sống dưới nước
gồm các bộ xương được tìm thấy cùng với sinh vật biển. Vậy là hàng xóm của nó là dưới biển. Các ngón chân của nó dài và dẹt, nó có màng chân phù hợp cho việc bơi. Rồi răng của con này cũng giống như răng của loài cá voi Bacillosaurus, cái loài mà lỗ mũi ở giữa chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Như vậy, Myasetus dường như là một con cá voi biết đi. Rồi tiếp tục, một lĩnh vực nghiên cứu khác về thuyết tiến hóa đó là di truyền học. Hãy xem DNA của các loài này. Như các bạn đã biết là việc so sánh DNA có thể cho biết các loài động vật có mối liên hệ gì với nhau không. Giống như chúng ta xét nghiệm DNA để tìm bố ruột cho con vậy. Thì các nhà khoa học đã dùng DNA của cá voi để so sánh với rất nhiều loài khác, từ cá cho đến sư tử biển, rồi các loài trên cạn. Và các bạn đoán xem cá voi có DNA giống với con gì nhất? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ, đó là hà mã. Đáp án này thật sự đến các nhà khoa học cũng phải bất ngờ. Liệu có nhầm lẫn gì không? Một con cá voi ăn thịt sao lại giống một con hà mã ăn cỏ? Hóa ra là sau khi tìm hiểu thì không nhầm lẫn gì cả. Hà mã và cá voi có DNA giống nhau. Không phải là do cá voi tiến hóa từ hà mã, mà chúng cùng tiến hóa từ một loài cổ tiên cách đây khoảng 54 triệu năm. Bằng chứng là cá voi cổ đại, cái con mà biết đi chúng ta vừa nhắc đến ở trên, nó có xương mắt cá chân với hình dạng đặc biệt mà chỉ tìm thấy ở hà mã và họ hàng gần của nó. Hà mã cũng sinh con dưới nước. Hà mã và cá voi đều có dạ dày nhiều ngăn. Điều này là cực kỳ hiếm ở các loài động vật ăn thịt. Rồi cả hai con này thì gần như không có lông trên cơ thể, chỉ có ở phần đầu thôi. Và đặc biệt thú vị là cả cá voi và hà mã đều thuộc số cực hiếm động vật có vú duy nhất trên trái đất có tinh hoàn bên trong. Các nghiên cứu về DNA, về khảo cổ, về giải phẫu, về phôi đều độc lập với nhau. Các nhà khoa học không ngồi cùng nhau để nghiên cứu, họ thậm chí còn chẳng biết nhau nhưng mà lại cho ra kết quả chung. Thế chứng tỏ là bằng chứng về thuyết tiến hóa là hoàn toàn đúng. Ngoài ra thì các bạn còn thấy thêm là nhiều bằng chứng khác cho thấy cánh chim thực ra là những cánh tay và móng vuốt đã được biến đổi từ loài khủng long bay. Chúng ta cũng có thể thấy rõ cánh rơi tiến hóa từ bàn tay 5 ngón, tương tự như của khỉ và chuột chù. Như vậy, đây là những bằng chứng khó có thể phản đối về thuyết tiến hóa. Chúng ta không thể tìm ra tất cả bằng chứng khảo cổ cho từng loài một, nhưng mà với con cá voi thì bằng chứng là rõ ràng và đầy đủ. Như vậy, các bạn còn nghi ngờ về thuyết tiến hóa không? Nếu thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!